cánh thư nghiêng nghiêng nét chữ cô em học trò. Này là bánh chưng mẹ ra từ tay gói gửi cho con. Này là bánh chưng mà lòng chợt thương mẹ già xa xôi. Mặc vào áo linh sao như tôi nghe trong hồn chơi vơi, xuân đang về trên khắp đất trời. Nhưng tất cả cảm ơn ai khi xuân về vui thật
lòng là vui, không quên người sương gió xa trường. Âu yếm người tình đi muôn nơi. Thật nhiều mến thương, tâm tư tha thiết tôi xin gửi về. Gửi mẹ kính yêu vài lời của con chúc mừng năm nay. Và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em. Khi xuân về xin hãy yêu đời, ta đón đời xuân hồng ngày mai. Và gửi đến xuân hồng ngày mai.